Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Hội Thiện nguyện Đại Bi Tâm kết hợp với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Bát Tràng, Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Chữ thập đỏ xã cùng sự hỗ trợ của các trưởng thôn trong xã đã trao tặng 500 suất quà tới các lao động khó khăn còn mắc kẹt lại trên toàn xã Bát Tràng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền được sự hỗ trợ đóng góp của các mạnh thường quân cho 500 suất quà là 54.930.000 đồng. Để 500 suất quà được tới trực tiếp tay các lao động khó khăn trên toàn xã thì đã có rất nhiều sự hỗ trợ của tập thể Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID của xã cùng các thành viên của Hội Thiện nguyện Đại Bi Tâm đã không ngại vất vả rà soát, kiểm tra và đi tới từng nơi của người lao động gặp khó khăn. Đây là cuộc phát động nhân văn và ý nghĩa của Hội Thiện nguyện Đại Bi Tâm. Chúng ta cần lan tỏa rộng hơn nữa để kêu gọi những mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ các gia đình, cá nhân còn đang gặp khó khăn. Khơi Media đưa tin tại xã Bát Tràng.